Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 Tết. Chương trình Tết Hà Nội sẽ bắt đầu từ hôm nay với chủ đề Xuân Đoàn Viên và đồng hành cùng quý vị trong suốt 3 ngày Tết Giáp Thìn. Thông thường trong buổi sáng ngày 30, quý vị sẽ làm gì? Dọn nhà, đi chợ, sắm xanh, bao sái, lo đào, mua quất hay là bày biện cửa nhà? 30 Tết đến với cảm giác xuân sang và ấm áp như ngọn gió xuân hây hầy, đủ để những gì xa lạ được nối kết lại, chân thành thổ lộ và bồi hồi lắng nghe câu chuyện đã qua. Đó chính là sự hồi đáp của những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt cả một năm. Buổi sáng ngày 30 Tết tới thật nhẹ nhàng, dường như mọi hối thúc tất bật dồn lại từ những ngày cuối cùng của tháng Chạp đã tạm lắng xuống. Tín hiệu bình yên đầu tiên của một mùa xuân có thể dễ dàng nhận ra ngay từ buổi sớm ngày 30. Đó có thể là chút thong thả của những người bận rộn, chút bâng khuâng của kẻ xa quê, chút hạnh phúc của người đoàn tụ. Dù cả năm gập ghềnh trên con đường dài cơ cầu mưu sinh, thì buổi sáng 30 Tết luôn là lúc nghĩ về mái ấm gia đình, kể cả khi còn đang tranh thủ nốt chuyến hàng cuối năm trước khi trở về nhà. Chương trình Tết Hà Nội ngày 30 với chủ đề Xuân Đoàn Viên sẽ bắt đầu bởi những câu chuyện đời thường, bình dị và ngập tràn hơi thở cuộc sống. Mời quý vị cùng theo chân các phóng viên của Đài Hà Nội đến với không khí mở đầu ngày 30 Tết của thủ đô qua chương trình Hà Nội sáng 30. Vâng, và trước tiên thì chúng ta hãy cùng đến với Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của thủ đô. Bộ phận kỹ thuật có thể giúp cho Mai Hương và Duy Anh cũng như là quý vị khán giả những hình ảnh đầu tiên tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm ngay lúc này được không ạ? Vâng, quý vị đang được chứng kiến quang cảnh Hồ Hoàn Kiếm từ trên cao. Có thể thấy Hồ Gươm của chúng ta ngày hôm nay vắng vẻ hơn bình thường. Tuy nhiên, một số hoạt động thì vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Có thể thấy trên các con đường dù vắng vẻ nhưng vẫn có những người tham gia tập thể dục như một thói quen thường ngày. Thời tiết ngày hôm nay, nhìn qua camera có thể thấy trời nhiều mây nhưng không mưa. Và được biết là sẽ có một số hàng quán vẫn sẽ hoạt động bán hàng nốt buổi sáng ngày 30. Một Hà Nội bình yên, dịu nhẹ, nhưng đã thể hiện rõ Tết đang đến thật gần. Và chúng ta sẽ cùng đến với một góc phố ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm để xem không khí tại đây như thế nào. Xin mời chị Xuân Thúy ạ. Vâng, xin chào anh Duy Anh, chị Mai Hương, xin kính chào quý vị khán giả. Lúc này tôi đang có mặt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phía sau lưng tôi là con phố Hàng Đào, thường ngày vốn nhộn nhịp, sầm uất, tấp nập với những hoạt động buôn bán. Nhưng ngày hôm nay lại trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng đến lạ thường trong một buổi sáng ngày 30 Tết. Lúc này thì chỉ còn một vài nhóm người nhỏ đang đi tập thể dục hay là đi dạo xung quanh khu vực Hồ Gươm thôi. Và những người dân tại khu vực phố cổ thì cũng đang tất bật để dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, sẵn sàng đón năm mới Giáp Thìn. Và ngay từ sáng sớm chúng tôi đã nhận thấy có rất nhiều những chiếc xe buýt 2 tầng đang dừng đỗ tại đây để sẵn sàng đón những du khách đầu tiên đi tham quan vãn cảnh thủ đô Hà Nội trong một buổi sáng ngày cuối năm. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một người lái xe trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, xin được chào anh ạ. Không biết là cảm xúc của anh khi mà làm việc trong ngày 30 Tết này như thế nào ạ? Cảm xúc của anh em của lái xe của xe buýt 2 tầng của chi nhánh buýt nhanh BRT hôm nay ngày cuối của năm ngày 30 Tết này, anh em vẫn nhiệt tình để phục vụ khách quốc tế cũng như là người dân ở trong nước. Vâng, trong một năm qua thì là một người phục vụ ngành dịch vụ, anh có cảm nhận và cảm nghĩ như thế nào về lượng khách du lịch trong nước và quốc tế ạ? Nhìn lại một năm vừa qua thì là lượng khách quốc tế cũng như là trong nước rất là đông. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những chuyến xe buýt sẽ được khởi hành vào lúc 8:30 xuất phát vào điểm đầu tiên tại đây đúng không ạ? Đúng. Và chuyến xe cuối cùng trong buổi ngày 30 Tết sẽ là lúc 15 giờ chiều. Và xin được chúc anh sẽ có những chuyến xe thượng lộ bình an trên mọi cung đường để phục vụ được nhiều người dân và du khách. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích sự vắng vẻ, tĩnh lặng của Hà Nội trong buổi sáng ngày 30, có thể ghé tới khu vực phố cổ Hồ Hoàn Kiếm trong buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vì ngay trong chiều nay thôi thì sự ồn ào, náo nhiệt sẽ qua.
quay trở lại với rất nhiều những hoạt động vui chơi, văn hóa, nghệ thuật để phục vụ người dân nhân dịp chào đón năm mới. Còn bây giờ thì tôi cũng sẽ tranh thủ dành thời gian của mình để tham quan bầu không khí đặc biệt trong một buổi sáng ngày 30 Tết ngày hôm nay. Và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả ở phần sau của Hà Nội Sáng 30. Mời quý vị cùng trở lại trường quay. Xin cảm ơn chị Xuân Thúy với phần tường thuật trực tiếp từ điểm cầu Hồ Hoàn Kiếm. Và lúc này thì một trong những điều mà nhiều người trong chúng ta đang quan tâm đó là thời tiết trong ngày 30 Tết và đêm giao thừa tại Hà Nội sẽ như thế nào? Có thuận lợi cho các hoạt động đón giao thừa ở ngoài trời của mọi người hay không? Và chúng tôi xin được kết nối với trường quay thời tiết. Chị Huyền Minh Huyền thân mến, là thời tiết tại các khu vực của thủ đô trong ngày và đêm nay thì sẽ như thế nào ạ? Vâng, xin chào anh Duy Anh và chị Mai Hương. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm Quý Mão, được dự báo tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Mặc dù trời vẫn rét đậm, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây rét hại, nhưng hầu như là không có mưa trong cả ngày. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời chỉ vào khoảng là 12 đến 13 độ. Trời đã hửng lên đôi chút, nhưng trang phục giữ ấm vẫn sẽ là bạn đồng hành cùng với quý vị trong ngày hôm nay. Mức nhiệt trong ngày tăng chậm. Đến khoảng giữa trưa, nhiệt độ nhích tăng lên thêm 1 độ, lên mức là 14 độ. Và đến đầu giờ chiều, nhiệt độ mới lên mức cao nhất trong ngày là 15 cho tới 16 độ. Tuy nhiên, đến tối và đêm nay, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 12 cho tới 14 độ. Riêng vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiệt độ thấp hơn 1 đến 2 độ và có khả năng mưa lất phất sẽ quay trở lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm chỉ còn kéo dài đến hết ngày hôm nay. Từ ngày mai là ngày 10 tháng 2 cho tới ngày 12 tháng 2, tức là ngày mùng 1 cho tới ngày mùng 3 Tết, trời có mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức là 21 cho tới 24 độ và thấp nhất là vào khoảng 13 cho tới là 15 độ. Rất phù hợp với những chuyến du xuân hay là đi chúc Tết của người dân. Với hình thái thời tiết đặc trưng của Tết miền Bắc như năm nay, người dân có thể tham dự các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, đón năm mới Giáp Thìn cùng với trang phục giữ ấm. Điển hình nhất trong các hoạt động nghệ thuật chào đón năm mới của Hà Nội năm nay là lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội rực rỡ Thăng Long với chủ đề Một ngày kinh đô, ngàn năm lịch sử sẽ được diễn ra vào 23 giờ 30 phút tại khu vực ngã ba Văn Cao Hồ Tây với 2024 thiết bị bay không người lái đạt kỷ lục Đông Nam Á. Cùng với đó là các chương trình văn hóa nghệ thuật đêm giao thừa tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm và tại các quận trong thành phố bắt đầu từ 20 giờ. Vào thời khắc giao thừa, cả 30 quận huyện thị xã của Hà Nội sẽ đều có bắn pháo hoa. Trong đó, khu vực Hồ Gươm tiếp tục có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp. 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao mới ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì và Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Đông Anh. Đài Hà Nội sẽ tường thuật trực tiếp lễ hội ánh sáng nghệ thuật và không khí đón giao thừa của người dân thủ đô tại Hồ Gươm trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp chuyện cuối năm bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay trên các kênh sóng truyền hình và trên nền tảng số của đài. Trong các ngày Tết, với tiết trời ấm áp hơn vào buổi trưa và chiều, thì quý vị có thể tham gia các hoạt động như là lễ rước truyền thống, dâng lễ cửa đình, nghi lễ cáo yết hoàng thành, Tết phố năm 2024 tại phố Bích Họa Phùng Hưng, hội chữ xuân hay là triển lãm thư pháp tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, hay là thưởng thức biểu diễn nghệ thuật tại các phố phường trong khu vực phố cổ của Hà Nội. Và đó là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong buổi sáng 30 Tết ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin được quay trở lại với trường quay S5. Vâng, xin được cảm ơn chị Minh Huyền với những thông tin rất là hữu ích về thời tiết tại thủ đô trong ngày và đêm nay. Thưa quý vị, hành trình của Hà Nội sáng 30 hôm nay xin được tiếp tục với một điểm đến cũng rất đặc biệt. Đó là di tích Chùa Hương bên dòng suối Yến tại huyện Mỹ Đức. Chùa Hương trời điểm lại trời tô, một bức tranh tình trải mấy thu, xuân lại xuân đi không dấu vết, ai về ai nhớ vẫn thơm tho. Những câu thơ của thi sĩ Tản Đà đã mô tả vừa thật vừa tình khung cảnh của Chùa Hương trong những ngày hội. Vậy trong sáng 30 Tết ngày hôm nay thì khung cảnh của khu di tích nổi tiếng bậc nhất của thủ đô Hà Nội sẽ như thế nào? Phóng viên Thanh Vân của chúng tôi thì tại điểm cầu Chùa Hương đã sẵn sàng. Chị Thanh Vân thân mến, là chúng tôi rất muốn biết không khí tại Chùa Hương ngay lúc này ạ. Xin chào trường quay.
Xin kính chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại Đền Trình, điểm đến đầu tiên trong hành trình đi lễ Chùa Hương quen thuộc. Và như quý vị và các bạn cũng đã thấy thì Đền Trình sáng 30 Tết vô cùng là tĩnh lặng, thuần khiết, dường như là chỉ để dành riêng cho các Phật tử và nhân dân tín ngưỡng đến đây để tìm sự thư thái, bình an cũng như là thực hành các nghi lễ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cảm xúc của họ ngay lúc này. Dạ vâng, xin chào hai bác ạ, xin chào gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào chị. Dạ vâng, xin được hỏi là gia đình nhà mình thì đã thực hành xong các nghi lễ tại Đền Trình sáng nay chưa ạ? Báo cáo chị, chúng tôi vừa mới thực hiện xong tất cả hết cả các nghi lễ ở đây. Thường thì là người dân sẽ đi lễ vào ngày đầu năm mới, vậy vì sao nhà mình lại lựa chọn đi lễ tại đây vào ngày 30 Tết như thế này ạ? Đây thì là với chúng tôi thì Đền Trình này là một di tích lịch sử đã được xếp hạng. Hai nữa là đền thờ thánh này thì cũng rất là linh thiêng. Thì là chúng tôi là dân địa phương ở đây. Thì về những dịp cuối năm như thế này, qua một năm là chúng tôi là dân địa phương ở đây. Đã được nhờ lộc ở đây mà Ngài đã phù hộ cho chúng tôi ở đây qua một năm làm ăn, buôn bán, rồi phù hộ cho cái sức khỏe. Thì cứ chúng tôi chọn những ngày 30 Tết vào những ngày cuối năm này vào có lễ vật dâng lên Ngài để tạ Ngài, tạ ơn Ngài là Ngài đã ban cho sức khỏe, ban cho công ăn việc làm, ban cho lộc buôn lộc bán quanh năm và phù hộ cho gia đình được bình an mạnh khỏe. Cho nên là chúng tôi sẽ chọn vào cái ngày 30 này để vào đây là tạ Ngài, cảm ơn Ngài. Thường thì theo quan sát của cháu Thanh Vân thì ngày thường và đặc biệt là mùa lễ hội thì du khách thập phương sẽ đến với Chùa Hương rất đông. Còn dường như là vào những cái ngày cuối năm, đặc biệt là ngày 30 Tết như thế này thì lại người dân địa phương lại tới đây để lễ tạ nhiều hơn đúng không bác? Dạ vâng ạ, ở đây là chúng tôi vào những ngày cuối năm này thì đa phần là người dân địa phương của chúng tôi ở đây. Mà thường thì chúng tôi ở đây vẫn gọi là dân sở tại, được nhờ lộc Phật này, rồi nhờ lộc thánh ở đây này. Nên là những ngày cuối năm này là chỉ có dân địa phương tôi vào đây làm những nghi lễ này. Dạ, xin được hỏi bác gái một chút ạ. Trong cái hành trình đi lễ sáng 30 Tết này thì ngoài Đền Trình ra thì gia đình nhà mình có tiếp tục lên đến các điểm khác tại trong Chùa Hương không ạ? Không có ạ. Vì đi lễ 30 Tết này thì chúng tôi thường thường chỉ đi lễ ngày thôi. Còn đi cái các thủ tục ở trong kia phải đợi sang năm mới qua giao thừa. Và đêm nay thôi thì sẽ đón giao thừa, chuyển giao sang năm mới Giáp Thìn. Vậy thì nhà mình sẽ đi lễ vào thời điểm nào của năm mới và sẽ ước vọng gì trong một năm mới thì bác có thể chia sẻ được không ạ? Vâng ạ, chúng tôi sẽ bố trí là qua giao thừa. Bắt đầu bước sang năm mới thì gia đình chúng tôi sẽ đi lễ đầu năm. Là đầu tiên là chúng tôi cũng vào đền Trình lễ, sau đó chúng tôi vào chùa trong Thiên Chù và Hương Tích. Thế ước nguyện của chúng tôi đi lễ đầu năm là cứ cầu trời, cầu Phật, cầu các ngài là phù hộ cho chúng tôi là được bình an mạnh khỏe. Đấy. Con cháu thì làm ăn gặp nhiều may mắn, các cháu học hành thì tinh thông thành đạt. Dạ vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cả gia đình và xin chúc cả gia đình nhà mình sang một năm mới được bình an, mạnh khỏe, vạn sự như ý ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cả nhà. Vâng thưa quý vị, và ngay trước mặt tôi thì là dòng suối Yến, con đường thủy độc đạo dài hơn 4 km dẫn vào đến Nam Thiên Đệ Nhất Động. Và dòng suối Yến trong sáng ngày 30 Tết thì cũng rất là tĩnh lặng. Và nhiều người thì vẫn ví là suối Yến ngày 30 Tết như một dải lụa mềm mại, trong suốt, lặng im trôi nhẫn nại. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng với Thanh Vân lên một chuyến đò đặc biệt trong ngày cuối cùng của năm Quý Mão, tiếp tục hành trình lên đến Thiên Chù trong quần thể Chùa Hương. Sao?
Người lái đò sẽ đồng hành cùng với tôi trong chuyến đò đặc biệt sáng 30 Tết ngày hôm nay. À, Trang thân mến, Trang đã chèo đò được bao nhiêu năm rồi? Em chèo được 16 năm rồi. Quanh năm thì bận rộn với mái chèo, đã từng chở hàng vạn những chuyến đò, chở các du khách thập phương đi đến tham quan cũng như là đi lễ chùa Hương. Vậy thì cái cảm xúc của Trang như thế nào trong cái chuyến đò đặc biệt sáng 30 Tết ngày hôm nay? Em thấy thì ví dụ như chèo vào hôm 30 này này thì cái dòng suối nó vắng hơn, nó tính lặng, nó bình yên hơn. Mình có cái thời gian là mình ngắm các xung quanh hơn, và bình thường thì đi sẽ phải là tránh thuyền, tránh đò để ý mọi người. Thì cái chèo này mình cái này rất là quan trọng, tại vì xảy ra là mình là hỏng ngay. 30 thì mình cũng bình thản, mình chèo không phải quá tấp nập, quá là phải đi nhanh hay là gì cả. Ngày mai mùng 1 Tết dù chưa chính thức vào khai hội nhưng chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người đến với chùa Hương để lễ chùa. Vậy thì bình thường ngày mùng 1 Tết thì Trang sẽ bắt đầu làm việc từ mấy giờ, và mình có thường được đón một cái giao thừa trọn vẹn bên gia đình hay không? Ngày 30 của em, người và hầu như người dân ở đây thì thường là chỉ kịp ăn cơm tất niên vào chiều 30 cùng gia đình thôi. Còn đâu là tầm 8-9 giờ là mọi người các tử về là bắt đầu là đi chèo. Ồ, mọi người vào trong để đi đón giao thừa trong đấy rồi. Mà đi ra lúc con quay ra thì cũng là 1-2 giờ rồi, thì là thường là không được đón giao thừa ở nhà, và chỉ kịp cướp tất niên vào buổi chiều 30 thôi. Và cái lịch làm việc Tết của mình thì như thế nào? Lịch làm việc thì thường như là ngày các ngày Tết hoặc các ngày đầu năm ấy, hầu như là đi đón đưa cho mọi người đi ra đi vào cho đi lễ, chứ không có thời gian ở nhà mà ăn uống hay là nghỉ mấy đâu ạ. Tết ở mọi người thì có thể là Tết ăn vào những ngày mùng 1 hay là ngày 30 hay là ngày mùng 2, nhưng mà hầu như người dân ở đây thì ăn Tết vào ngày hôm 23 là chính. Sau còn các cái ngày Tết thì người thì đi vào hàng, người đi chèo đò hầu như là quanh năm với kiểu chèo đò và bán hàng, chứ không được ăn Tết như mọi người. Xin cảm ơn Hiền Trang. Vâng, thưa quý vị, suối Yến sáng 30 Tết vô cùng bình yên, tĩnh lặng và vắng vẻ. Làn nước thì cũng khẽ lay động theo mỗi nhát chèo trên dòng Yến. Một năm vất vả ngược xuôi, một năm bận rộn mệt nhoài. Cảm xúc trong tôi hiện giờ như những ký ức cũ bỗng tan ra theo mỗi nhát chèo trên dòng Yến. Và có lẽ là không khí ở trên chùa Thiên Chù sáng 30 Tết cũng sẽ vô cùng đặc biệt. Xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả sau ít phút nữa. Còn bây giờ, xin được trở lại với trường quay S5. Xin được cảm ơn chị Thanh Vân với bầu không khí rất đặc biệt tại chùa Hương. Mai Hương này, thường thì buổi sáng 30 Tết của chị hàng năm sẽ trôi qua như thế nào? Nếu không phải làm việc tại trường quay hoặc là không phải đi làm thì thường là 30 Tết tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đạc cùng với cả mẹ. Và những năm gần đây thì gia đình tôi cũng thường về quê ngoại ở khu vực ngoại thành để chuẩn bị cho đêm giao thừa cùng với họ hàng. Và anh Duy Anh ạ, ở khu vực ngoại thành thì có rất nhiều điều đặc biệt và khác so với khu vực nội thành. Chị vừa nhắc đến cái việc chuẩn bị Tết ở ngoại thành, thì bất chợt tôi muốn mời chị cùng với quý vị đến với làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Dù đã thay đổi theo quá trình đô thị hóa của thủ đô, nhưng mà Đường Lâm thì vẫn lưu giữ được những nét đặc trưng của một ngôi làng ở Bắc Bộ. Những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Không khí của buổi sáng ngày 30 Tết ở làng cổ Đường Lâm sẽ như thế nào? Thu Hằng, phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại điểm cầu Đường Lâm đã sẵn sàng thông tin tới quý vị. Xin mời chị Thu Hằng. Dạ vâng, xin cảm ơn trường quay ạ. Thưa quý vị, Thu Hằng đang có mặt tại làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng hơn 40 km. Nơi đây thì vẫn giữ được vẹn nguyên nét đặc trưng của một làng quê Bắc Bộ, có cổng làng, có cây đa, bến nước, sân đình. Dù làng cổ đã có ít nhiều thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại, song những nét văn hóa truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Không gian văn hóa và sinh hoạt cũng thay đổi để phù hợp với một làng quê du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Vậy không khí những ngày cuối năm ở làng cổ Đường Lâm có điều gì khác biệt? Mời quý vị cùng Thu Hằng tìm hiểu nhé! Dạ, chào cô chú ạ! Vâng, chào cháu! Dạ vâng ạ! Cô chú ơi, hôm nay 30 Tết rồi mà nhà mình vẫn bán hàng hả cô chú?
Hôm nay chú cô chú cũng sẽ tranh thủ ra bán hàng một chút, còn tí về là được mâm cơm tất niên cho gia đình. À, dạ vâng ạ. Hôm nay là ngày 30 Tết mà cháu thấy đâu đây vẫn có những khách du lịch tham quan và chụp ảnh cô chú nhỉ? Hôm nay là cũng là vắng đấy cháu ạ. À vâng ạ. Vâng. Không biết là gia đình mình ở sống ở đây được bao nhiêu năm rồi cô chú? Trên 4 thế hệ. Cũng như là cô đây là dâu ở cho gia đình là vợ chú. Dạ vâng ạ cô ơi, thế từ những ngày đầu tiên mình về đây làm dâu cho đến bây giờ thì cô có thấy không gian cũng như là con người văn hóa ở đây có gì thay đổi không ạ cô? À, có chứ, bây giờ là dân trí phát triển nhiều hơn mà gọi là kinh tế giờ nó cũng khá giả hơn. Cho nên là cũng làng là nó rất là vui vẻ. Với những gần những cái ngày Tết này là khách cũng đi chơi, đi chụp ảnh nhiều hơn. Thế chắc ngày thường thì cô chú bán hàng đắt khách lắm cô nhỉ? Ừ, ngày nào cũng có khách là nó rất là vui. Cô ơi không biết là năm nay thì gia đình mình đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? À, Tết nhà cô là cô cũng chuẩn bị Tết là cũng gần gọi là ổn định rồi. Thế hôm nay là cô chú là cũng chỉ ngồi đây chốc lát nữa là tí nữa là về là sẽ chuẩn bị cho ngày Tết đón xuân là cũng sắp sửa. Vâng. Thế các con cháu là nó cũng về ăn Tết cả cùng với gia đình. Thế là rất là vui. Vâng ạ. Cháu cũng chúc cô chú là đó một năm mới đầy sức khỏe bình an và vạn sự nhì ạ. Vâng vâng. Cảm ơn ạ. Cháu. Dạ vâng ạ, chào chào cô chú ạ. Chào cháu ạ. Vâng thưa quý vị thì ngay sau đây Thu Hằng sẽ mời quý vị đến thăm một gia đình tại làng Cầu Đường Lâm để xem không khí ngày 30 Tết ở đây như thế nào nhé. Chào cháu, chào chú. Vâng, chào. Chào các cháu và mời các cháu vào xây nước ạ. Đây cháu trong rồi đấy ạ. Vâng. Vâng. Đây mời các cháu đi. Rồi, rồi chó. Kẹo rồi, kẹo lạc. Hôm nay 70 không kìa. Vâng. Bác 70 rồi. Có làm cái lễ lên đình không? Thôi đến lại thánh thôi được tuổi thôi. Còn đến bao giờ 80 thì làm. Đi trong con ngõ nhỏ của làng cổ Đường Lâm trong những ngày cuối năm mang đến một cảm giác thật bình yên và dễ chịu quý vị ạ. Và theo như quan sát của tôi thì những ngôi nhà ở đây đã được xây dựng lại đổi mới và khang trang hơn. Tuy nhiên thì bà con vẫn cố gắng gìn giữ lại những nét xưa của một làng cổ. Và trong sáng nay thì một số du khách vẫn ghé thăm và tranh thủ những chụp những bức hình để chào đón một ngày đầu xuân. Quý vị, ngày 30 Tết, gác lại những vất vả lo toan của một năm cũ, ai ai cũng vội vã nhanh chóng trở về nhà, quây quần bên bữa cơm tất niên. Làng cổ Đường Lâm vẫn nhiều không gian xưa với những nếp nhà cổ. Và trong không gian ấy, những phong tục đẹp của ngày Tết cổ truyền vẫn còn được gìn giữ. Và ngay sau đây thì Thu Hằng sẽ mời quý vị và các bạn đến thăm một gia đình như thế. Sắp xong rồi bà. Dạ cháu chú ạ. Rồi chào cháu. Chú có phải là chú đang chuẩn bị cho bữa cơm tất niên chiều hôm nay đúng không hả chú? Đúng rồi, chú đang chuẩn bị mâm cỗ tất niên cho gia đình. Dạ vâng ạ. Như cháu được biết thì cái thời khắc ngày cuối cùng của năm này thì gia đình nào cũng muốn là chuẩn bị một bữa cơm thật là tươm tất nhất. Như vậy thì cái hương vị Tết nó lại nằm ở cái việc là sự sum vầy đoàn viên của cả gia đình. Thì không biết là ngày cuối năm của gia đình mình như thế nào ạ? Nói chung là làm sao để cho nó ấm cúng nhất. Và những cái món ăn này là nó đặc trưng là nó được cái là do gia đình làm ra. Đâm là những cái gì ý nghĩa nhất thì dâng lên các cụ. Dạ vâng ạ, không biết là không khí cuối năm của gia đình mình thì các ở gia đình mình thì sống mấy thế hệ ạ chú?
Thường các gia đình như là gia đình nhà mình là nó cũng đã 4 thế hệ rồi. Cho nên gia đình nhà mình vẫn thường là các con cháu là vẫn phải đi làm xa. Cho nên ai về được thì chắc là cuối cùng là vẫn về ở trong cái cuối năm này để ta để cùng nhau đón một cái Tết sum vầy trong một cái năm năm mới. Không biết là trong mâm cỗ ở gia đình mình thì có khác gì so với những nơi khác không ạ chú? Khác biệt nhất là do những cái đặc sản của từng vùng miền. Bà nói đâu rồi? Xem còn có cái món nào bà bưng nốt lên để cho tôi làm lễ đây. Xong rồi ông ơi, cháu đã đang mang lên. Dạ vâng ạ chú ơi, cháu biết là món gà thì là món không thể thiếu được trong các mâm cỗ, đặc biệt là trong mâm cỗ tất niên. Thì không biết là gà ở làng Đường Lâm mình có gì khác không ạ? Thực chất là con gà ở làng này nó rất là đặc biệt. Tại vì con gà từ xưa nay là con gà này là một là con gà mía. Nó gọi là nó sống ở trong cái thổ nhưỡng ở cái đất mía này. Chúng tôi cũng nghe là các cụ nói là con gà mía này ngày xưa là tiến vua. Vâng ạ. Thế vậy thì đây là món thịt quay đòn đúng không ạ bác? Đúng rồi. Tại sao lại được gọi là món thịt quay đòn ạ? Cái món thịt quay đòn này từ khi chúng tôi lớn lên là chúng tôi đã thấy là các cụ nói làm cái món này rồi. Nhưng mà khi các cụ nói là làm cái món này là rất là đặc biệt. Mà nó rất là kỹ khi tuyển chọn từ miếng thịt này, từ những cái gia vị này. Hoặc là chúng tôi là còn cuốn vào một cái đòn tre được quay ở trên bếp than hồng. Mà quay rất là kỹ. Làm sao quay làm sao mà cái món thịt đó, và thứ nhất là cái da nó thật là giòn và cái trong nó thật mềm. Nó mới ra được cái hương vị của cái món thịt quay đòn. Vậy thì trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì công việc rồi mọi thứ nó cũng quấn theo, cuồng theo công việc rất là nhiều. Thì không biết là làng Đường Lâm nói chung cũng như là gia đình mình nói riêng có cái cách giáo dục truyền thống như thế nào để thế hệ con cháu, đặc biệt là những thế hệ trẻ như lớp người chúng cháu như thế này, hiểu được văn hóa cũng như là giữ được cái nét văn hóa truyền thống như thế này để về sau này không ạ? Thực chất là cuộc sống thì cái hiện đại thì vẫn phải là hiện đại. Nhưng mà khi chúng tôi vẫn giáo dục con cái là đi ra khỏi ngoài nhà mình thì các bạn có thể là sống hòa nhập với người xã hội, nhưng về đến nhà thì cố gắng duy trì được cái văn hóa của làng, vợ của nhà. Thì cái đó là chúng tôi vẫn giáo dục với con cháu như thế. Dạ vâng ạ, cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú Vững và toàn thể gia đình với những chia sẻ vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Nhân dịp năm mới thì cháu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình. Chúc gia đình mình một năm mới an khang thịnh vượng ạ. Rồi, cảm ơn cháu. Chúc năm mới cũng chúc cháu có nhiều sức khỏe, làm ăn công việc tốt đẹp hơn năm cũ. Dạ vâng ạ, chào chú ạ. Rồi, xin cảm ơn cháu. Ông ơi, vợ chồng con về đây. Rồi, ơi, các con về muộn thế. Đây, cả nhà làm cơm chờ các con về rồi. Ui, ông bé cháu nội chú nhà. Ui, trời ngoan chê nhà. 30 Tết luôn tắt đường không ạ? Thưa quý vị, những bữa cơm ngày cuối năm khác với những bữa cơm bình thường, không cần phải những món sơn hào hải vị mà chỉ cần vài món đặc trưng của quê hương thôi, cùng với không khí đầm ấm quê quần của gia đình đã tạo nên một không khí cổ truyền Tết xưa, góp phần hình thành lên những nét truyền thống và nếp sống của gia đình. Trong cuộc sống hiện đại thì sẽ không đơn giản để giữ đúng được phong vị ngày Tết xưa, nhưng chúng ta sẽ luôn trân trọng những cảm xúc đẹp đẽ của hương vị Tết thân thuộc, bình dị và thiêng liêng của Tết cổ truyền Việt Nam. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại trường quay với chúng tôi. Ngoan chê nhờ. Rồi rồi, ngoan chê. Lúc này mới tươi nhờ. Vâng, xin được cảm ơn chị Thu Hằng với không khí truyền thống tại làng cổ Đường Lâm. Có thể thấy là dù không gian làng cổ đã đổi thay ít nhiều trong sự phát triển của cuộc sống, song những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Nhiều sinh hoạt văn hóa cũng đổi thay để phù hợp với một làng du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một không gian khác, nơi mà không khí chuẩn bị Tết mang một màu sắc hiện đại hơn, đó là tại các khu đô thị. Và cũng là một trong những không gian đặc trưng của các đô thị lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội. Ngay lúc này, phóng viên Hà Anh của chúng tôi đang có mặt tại khu đô thị Time City, quận Hai Bà Trưng. Chị Hà Anh thân mến, chúng tôi và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Hà Nội cũng đang rất là muốn biết cư dân ở khu đô thị Time City đang chuẩn bị Tết như thế nào. Chị hãy kết nối với chúng tôi đi ạ. Tại
quảng trường của Vâng, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện tại Hà Anh đang có mặt tại quảng trường của khu đô thị Time City, một trong những khu đô thị lớn nhất của thủ đô với 23 tòa nhà, 10 căn hộ ở thấp tầng và hơn 60.000 cư dân đang sinh sống tại đây. Đây cũng được coi là một trong những khu đô thị với số lượng đông dân nhất của thủ đô. Bình thường thì cuộc sống ở đây cũng khá tấp nập và nhộn nhịp. Tuy nhiên thì trong ngày cuối cùng của năm thì không khí lại trở nên bình yên đến lạ. Và trong một không khí vô cùng yên bình vắng vẻ như thế này, rất nhiều những người dân họ cũng tranh thủ khoảng thời gian này để đi cà phê, đi tản mạn, đi dạo mát, cùng tận hưởng trọn vẹn không khí của những ngày xuân. Hiện tại thì Hà Anh cũng đang thấy một gia đình đang đi dạo tại đây và hãy cùng Hà Anh trò chuyện cùng với họ. Xin chào cả gia đình ạ. Vâng, xin chào anh chị. Anh chị đã chuẩn bị Tết được nhiều hay chưa ạ? Cảm ơn bạn. Thì đến thời điểm này thì không khí chuẩn bị Tết của gia đình cũng khá là đủ đầy. Thì năm qua một năm khá khó khăn, tuy nhiên là hai vợ chồng cũng làm trong những lĩnh vực cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Những ngày cuối năm thì anh em, bạn bè, người thân và đối tác cũng người thì tặng cho cành đào, cây quất, cây mai, người thì tặng bánh chưng con giò. Thế nên gia đình cũng không phải sắm sửa gì nhiều lắm. Cận đến những ngày Tết thì vợ chồng cùng với các con cái dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa. Đây là cái hoạt động thường niên mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Thế là năm nào cũng cùng các cháu lau nhà dọn dẹp. Và khi mọi việc nó đã hoàn thành theo ý mình thì cả gia đình cảm thấy rất là vui với những cái thành quả. Và cái không khí đón Tết trở nên nó đầm ấm hơn, đó là cái hạnh phúc của những ngày gần Tết của gia đình. Có thể thấy là cả gia đình cũng đang rất sẵn sàng để chào đón một năm mới rồi đúng không ạ? Vậy thì bình thường thì không khí tại đây cũng khá là tấp nập và nhộn nhịp, tuy nhiên ngày hôm nay thì lại trở nên bình yên đến lạ, cả gia đình cũng cùng nhau đi tản mạn. Vậy thì anh chị cảm thấy như thế nào về không khí Tết như thế này ạ? Đúng là một năm thì đã trôi qua với rất nhiều những vội vã, những hối hả. Người lớn thì bận đi làm, trẻ em thì bận đi học. Cũng ít có cái thời gian mà để đi dạo quanh khu đô thị như ngày hôm nay. Ngày 30 Tết thì cả nhà được cùng nhau có chút thời gian thảnh thơi này, đi dạo quanh khu đô thị và mua sắm nốt những cái đồ dùng cần thiết. Và đặc biệt là tối nay thì cả nhà sẽ cùng sum vầy bên cái bữa cơm tất niên ngày cuối năm, thì trong một cái Tết rất là ấm áp và vui vẻ bên nhau, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Vậy thì trước thềm năm mới thì anh chị có vâng thì em cũng xin chúc các anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng ạ. Vâng ạ, chào chào ông bà. Trước thềm năm mới thì bác có mong muốn gì muốn gửi đến những người thân cũng như các quý vị khán giả không ạ? Vâng, bước vào năm mới, gia đình tôi cũng như các gia đình khác trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, chúng tôi luôn luôn mong ước và kỳ vọng đất nước ta ngày càng đổi mới và ngày càng giàu mạnh. Nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và sau đây tôi xin có một đôi câu thơ chúc Tết đến khán giả truyền hình thủ đô. Xuân về xin có một bài ca kính chúc khán giả thủ đô ta năm mới an khang và thịnh vượng. Vâng, chúc Tết mọi người luôn vui vẻ, chan hòa. Vâng, xin hết. Vâng, cháu cảm ơn bác, gọi là một bài thơ vô cùng ý nghĩa. Một năm mới an khang thịnh vượng, cháu nghĩ đây cũng là những lời chúc dành cho tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi. Cháu vâng. Cũng chúc bác và cả gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn. Dạ. Vâng, thưa quý vị, tại khu đô thị thì có rất nhiều các gia đình họ cũng đã về quê ăn Tết. Thế nhưng thì vẫn còn đó rất nhiều những gia đình họ ở lại, họ đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để chào đón một năm mới. Vâng, cháu chào bác ạ. Bác có một bó hoa rất đẹp và cháu thấy có cả mùi già nữa. Bác có thể chia sẻ về những loài hoa rất truyền thống này được không ạ? Chào cháu. Cô vừa đi chợ về, cô mua mùi già. Vì cái tục lệ của các cô thời xưa ấy, thì đây là ký ức mà cứ 29-30 Tết là các cô mua mùi già về để tắm.
và để gọt rửa những cái gì mà xui xẻ của năm cũ và để cho năm mới nó có một cái sự thay đổi tốt đẹp hơn. Thế và mặc dù là ở sống trong một khu đô thị văn minh hiện đại nhưng mà các cô vẫn nhớ những kỷ niệm xưa và các cô năm nào cũng làm cái thường lệ. Và cái tác dụng của cái lá mùi nó cũng rất là nhiều công dụng. Thứ nhất là nó làm cho con người ta khi ngửi thấy cái mùi hoa mùi nó sảng khoái lắm. Thế và nó cũng là một cái bài thuốc rất tốt. Vậy thì trước thềm năm mới thì bác có muốn gửi gắm điều gì đến quý vị khán giả cũng như những người thân đang theo dõi truyền hình không ạ? Sau còn mười mấy tiếng nữa bước sang năm mới thì cũng thay mặt cho khu dân cư đại gia đình làng Tham một năm mới an khang thịnh vượng, thành công, và cho cả cái khu Tham thì có một sự đoàn kết. Và cô cũng tự giới thiệu cô là một tổ trưởng dân phố, là một bí thư chi bộ của khu 16. Thì các cô cũng mong muốn rằng đất nước ta ngày càng phồn vinh thịnh vượng và khu đô thị của chúng tôi thì ngày càng vươn cao tầm cao mới. Và cũng chúc cho gia đình và bản thân thì có nhiều sức khỏe, ăn sức khỏe, làm ăn thịnh vượng và để cống hiến được nhiều nữa cho khu tôi đang sống. Vâng ạ, cháu cũng chúc bác cùng với cả đại gia đình của khu dân cư có một năm mới thật tràn đầy sức khỏe. Cháu cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị, trong ngày cuối cùng của năm, đi tản bộ ngắm trọn những không khí của ngày cuối cùng trong năm, cùng mua những bó hoa đầy hương vị Tết hay đơn giản là có thời gian để tắm lá mùi già. Với rất nhiều những người Việt thì lá mùi dùng để tắm trong chiều 30 Tết hay để rửa mặt trong sáng ngày mùng 1 với hy vọng có thể xua tan đi những muộn phiền, những điều không may mắn của năm cũ và đón một năm mới với nhiều điều tốt lành hơn. Và khác với không khí giản dị tại các làng quê, tại khu đô thị như Tham City cũng đang được trang hoàng vô cùng rực rỡ. Từ cổng chào cho đến các sảnh của khu đô thị thì đều đã được trang trí rất nhiều cờ hoa, biểu ngữ với biểu tượng rồng, linh vật của năm Giáp Thìn 2024. Vâng, cháu chào bác. Bác có thể chia sẻ về các hoạt động chào đón năm mới tại khu đô thị được không ạ? Khu đô thị Tham City cũng giống như nhiều khu đô thị ở thủ đô của chúng ta. Nhưng khu đô thị này nó có một cái đặc biệt ở chỗ là nó được hình thành được 10 năm và một cái lượng cư dân sống ở khu đô thị rất đông, tới gần hơn 2 vạn người. Và nhất là những dịp Tết đến xuân về đó thì khu đô thị lại càng khoác lên một cái vẻ đẹp rất là rực rỡ và lung linh. Và ngay từ những cái cổng chào đi vào từ ở ngoài khu đô thị, ở ngoài khu đô thị, vào khu đô thị, rồi đến tất cả các cái sảnh của các tòa nhà đã được tổ dân phố, ban quản trị và cư dân trang hoàng rất lộng lẫy, mỗi nhiều cái tiểu cảnh tiểu sảnh rất là khác nhau, rất là sinh động và màu sắc rất là rực rỡ. Nhưng mà cư dân rất là phấn khởi, nhất là những cái ánh đèn lung linh vào buổi tối mà trang bị quấn ở xung quanh các cái gốc cây đó. Thế rồi cái tòa nhà mang tên ví dụ như Bắc 9, Bắc 10 rồi T Tham City, T1, T2, T3 đều có những ánh đèn trang trí nổi bật lên nhất là vào buổi tối thì coi rất là rực rỡ. Nhất là những cái bể bơi ở bên xung quanh các khu đô thị là có những cái ánh đèn cây nhìn nó màu sắc nó nói là tuyệt vời, dân rất phấn khởi. Mà nhất là vào cái dịp Tết đến xuân về thì những cái lá cờ rồi các biểu ngữ rồi các cái tiểu sảnh thì càng ngày càng sinh động và rất đẹp như các cháu đã thấy. Việc trang trí thì cũng giúp cho những cư dân của khu đô thị có thể đón một cái Tết trọn vẹn hơn được không ạ? Cháu cảm ơn bác. Vâng, thưa quý vị, trong cái xe lạnh của ngày cuối năm đi tản bộ dạo mát, có lẽ chỉ đến những ngày cuối năm thì những người dân họ mới có thời gian để tận hưởng trọn vẹn không khí của những ngày xuân đang tràn ngập trên mọi nẻo đường của thủ đô. Trong cuộc sống hối hả thường ngày, việc cảm nhận những không khí trọn vẹn, vắng vẻ, bình yên của những ngày xuân như thế này có lẽ là chỉ có những ngày Tết thì người dân mới có thể cảm nhận trọn vẹn và mong một năm mới bình an. Đó cũng chính là mong ước của các cư dân tại đây. Còn bây giờ, xin mời trở lại với trường quay. Cảm ơn chị Hà Anh. Thưa quý vị, chương trình cầu truyền hình đặc biệt sáng 30 Tết của Đài Hà Nội đã đưa quý vị đến với nhiều không gian khác nhau của thủ đô Hà Nội. Chúng ta có thể thấy một Hà Nội yên bình, vắng vẻ, khác hẳn với sự sôi động của ngày thường. Vâng, và lúc này thì ekip tại điểm cầu Chùa Hương đã lên tới Chùa Thiên Chù. Và chị Thanh Vân sẽ tiếp tục chia sẻ không khí tại đây với quý vị khán giả. Xin mời chị Thanh Vân ạ.
xin cảm ơn trường quay. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Tôi đã vừa có một cuộc hành trình trên dòng suối Yến để đến được với chùa Thiên Trù. Như quý vị và các bạn cũng đã thấy, chùa Thiên Trù sáng ngày 30 Tết vô cùng bình yên, tĩnh lặng và linh thiêng. Tuy nhiên thì vẫn có những Phật tử, những cư sĩ đã lựa chọn đến chùa để đón đêm giao thừa tại đây. Ngày nay thì cách đón năm mới cũng như là đón giao thừa của nhiều gia đình đã có những sự linh hoạt thay đổi. Có không ít người thì lựa chọn đi du lịch, cũng có nhiều gia đình thì chọn xem bắn pháo hoa, và cũng có những cư sĩ, những Phật tử thì lại lựa chọn lên chùa để cùng đón một năm mới với trụ trì cũng như là các tăng ni Phật tử. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng trò chuyện với một cư sĩ tại chùa Thiên Trù. Dạ vâng, xin được chào cư sĩ Tâm Đức ạ. Xin được hỏi cư sĩ là cư sĩ có thường hay đón giao thừa ở trên chùa Hương hay là chính xác là chùa Thiên Trù không ạ? Dạ thưa vị chị là thường xuyên ạ, và suốt từ năm 1992 nhâm thân niên, năm nào thì cư sĩ cũng vào đây để đón giao thừa nơi chốn tổ đình. Thường xuyên vào ngày 30 Tết thì cũng buổi trưa thì sẽ làm cơm để cúng ra tiên tiền tổ, và sau đó thì gia đình sẽ vào nơi chốn tổ tục lập lưng tích, lễ Phật, lễ tổ, chúc tết thầy, và cũng để đón một giao thừa được sự hoan hỷ của chư tăng, của thượng tọa chủ trì, và những lời chúc ban bố. Và cũng sau lời chúc thì thượng tọa cũng sẽ tặng chữ để về giảng tại nhà, cũng mong muốn một năm được sự an vui hạnh phúc của ánh hào quang của mẹ từ bi Bồ Tát Quan Thế Âm Phật Bồ Tát Trời. Dạ vâng. Vậy thì ngày 30 Tết của cư sĩ ở trên chùa thì thường là được diễn ra như thế nào, và cư sĩ thường tham gia những cái hoạt động như thế nào ở trên chùa? Dạ vâng. Đối với cư sĩ thì có làm về cái công việc của nghi lễ chốn tổ, cúng Phật, cúng Phật chủ chùa Hương Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ tụng kinh Diệt Sư, Di Lặc Đản Sinh, đón giao thừa. Sau đó thì thượng tọa sẽ chúc Tết chư tăng, nhân dân, những người có mặt ở đây. Vâng, xin được cảm ơn cư sĩ. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện với trụ trì chùa Hương, thượng tọa Thích Minh Hiền, thì xin mời quý vị hãy cùng đến với không gian linh thiêng của chùa Thiên Trù sáng ngày 30 Tết. Dạ vâng, thưa Thượng tọa Thích Minh Hiền, quần thể Chùa Hương là một di tích lịch sử văn hóa đã thu hút rất là đông đảo du khách thập phương đến vãn cảnh quanh năm, và đặc biệt là vào các mùa lễ hội. Tuy nhiên thì không khí ngày 30 Tết tại đây thì lại vô cùng là khác biệt. Vậy cũng xin được hỏi Thượng tọa là những cái hoạt động trong chùa vào ngày 30 Tết thì diễn ra như thế nào ạ? Vâng, thưa quý khán thính giả, theo truyền thống văn hóa của dân tộc Việt chúng ta, từ ngày 23 tháng Chạp cho đến ngày 30 là thời gian mà ông Công ông Táo lên chầu Giời. Thì trong khoảng thời gian đó thì các tự viện ở Việt Nam hầu như là yên ắng mọi hoạt động trong nội tự, dọn dẹp rồi chuẩn bị cho mùa xuân mới. Thì cái ngày 30 đấy là cái ngày mà có thể nói là đặc biệt, hay còn gọi là một dấu lặng trong khoảng thời gian chuẩn bị bước sang canh đêm giao thừa. Giao thừa hay còn gọi là giao thời, đó là chuyển thời từ năm Quý Mão, một năm cũ, sang năm mới, đó là năm Giáp Thìn. Vì vậy cho nên là cái không khí tĩnh lặng, tịch mịch, bình an trong các tự viện, trong đặc biệt là chùa Hương, lại là nơi sơn lâm lan nhã,
Cho nên là cái không khí tĩnh mịch ấy có thể nói là yên ắng nhất, tĩnh lặng nhất, và để tạo một cái dấu ấn chuẩn bị cho thời tiết sang canh là cái khoảng giao thừa, là các Phật tử và chư tăng sẽ lên chùa để tụng kinh niệm Phật. Chúng con được biết là ngày 30 Tết thì tại chùa sẽ diễn ra một lễ rất là quan trọng, đó chính là cái đêm trừ tịch. Vậy thì xin Thượng Tọa có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết về đêm trừ tịch sẽ diễn ra như thế nào ạ? Đêm trừ tịch, hay nói cách khác là thời khắc giao thừa, chuyển đổi từ năm cũ sang năm mới, hay còn gọi là tam dương khai thái vào dịp ngày mùng 1. Cái đêm đó thì tăng ni trong chùa, rồi Phật tử ở địa phương quanh đây lại tề tựu về đây mấy trăm người, để từ già trẻ lớn bé, nam thanh nữ phụ ấu là tập trung về đây để thứ nhất là tụng kinh giao thừa hay là tụng kinh Di Lặc Đản Sinh, thế rồi cúng Phật, rồi tụng kinh và chúc tụng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của đầu xuân. Trẻ thì cho quà, già thì chúc lời chúc thọ. Chúng tôi thì từ xưa cho tới nay thì cũng có cái tục là tục viết chữ tặng cho Phật tử trong dịp độ ngày đêm 30 cũng như ngày mùng 1, là tặng quà, thiệp Tết và chúc Tết nhau. Đấy là cái ý nghĩa cũng như là văn hóa của dân tộc Việt Nam, cũng như hòa quyện cùng với văn hóa nghi lễ của Phật giáo nước nhà. Thì trong khoảng đó thì mọi người đều đem những lời chúc tụng hay nhất đến người trên cũng như người dưới. Dạ vâng, ngày mùng 6 tháng Giêng cũng như mọi năm thì sẽ diễn ra lễ khai hội chùa Hương. Vậy cũng xin được hỏi Thượng Tọa là năm nay thì hội chùa Hương có điểm gì đặc biệt hơn so với mọi năm không ạ? Dạ. Lễ hội chùa Hương mùng 6 tháng Giêng được bắt đầu khai mở. Thì đây là một cái lễ hội mà có thể nói là dài nhất của nước ta. Thời gian, không gian rộng lớn và trường độ thời gian là suốt 90 ngày. Thế chính vì vậy mà đó là những cái điểm mà có thể nói là đặc biệt của lễ hội chùa Hương. Lễ hội chùa Hương năm nay thì ban tổ chức lễ hội chùa Hương cũng như tăng ni trụ trì các tự viện trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương là đã chuẩn bị cơ sở vật chất rồi tinh thần phục vụ. Nói cách khác là mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Và nét đặc biệt của năm nay là vấn đề vận chuyển đò giang đi lại, phương tiện giao thông là đã thuận lợi hơn nhiều. Chúng tôi là những vinh dự được là người trụ trì Tùng Lâm Hương Tích chùa Hương nhân dịp xuân mới, khánh chúc chư tôn đức tăng ni, Phật tử, lãnh đạo các cấp chính quyền cùng nhân dân Phật tử một năm mới với khí thế mới, cộng sinh đại cát và phi long tại thiên. Dạ vâng. Dạ, xin được cảm ơn Thượng Tọa và xin thay mặt cho những người làm chương trình cũng xin được chúc Thượng Tọa cùng các tăng ni Phật tử một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thượng Tọa. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay S5. Xin cảm ơn chị Thanh Vân. Quả thực là không gian ở Chùa Thiên Trù đã khiến cho chúng ta có dịp lắng lại cùng suy nghĩ về một năm đã qua, nghĩ về sự bình yên trong năm tới trong tâm hồn, mà không phải thời điểm nào trong năm chúng ta cũng có đủ sức lực hay là trí lực để thực hiện. Tạm biệt không gian tĩnh tại của chùa Hương, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trái tim của thủ đô Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm. Nếu như vào lúc 8 giờ sáng nay là cảnh vắng lặng, thanh bình, thì thời điểm này Hồ Hoàn Kiếm có không khí như thế nào? Xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối giúp chúng tôi tới chị Xuân Thúy ạ. Bắt đầu.
Vâng, thưa quý vị, lúc này thì tại khu vực Hồ Gươm đã trở nên nhộn nhịp và sầm uất hơn so với cách đây 45 phút rất nhiều rồi ạ. Lúc này thì trời tiết cũng đã ấm hơn so với ít phút trước. Nhiệt độ khoảng ngoài trời lúc này là khoảng từ 13 đến 14 độ C thôi, đã ấm hơn so với ít phút trước khoảng 11 độ C thưa quý vị. Lúc này thì rất nhiều người dân cũng như là các gia đình của thủ đô Hà Nội đã xuống phố để du xuân trong một ngày cuối năm như thế này. Và ít phút trước khi mà dạo quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi đã gặp gỡ với cả gia đình họ Ngọc Hân cũng đã đang tới đây để vãn cảnh Hồ Gươm, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hoa hậu gia đình Ngọc Hân ngay lúc này. Vâng, xin chào hoa hậu Ngọc Hân ạ. Xin chào chị và xin chào quý vị khán giả của chương trình Đài Truyền hình Hà Nội ạ. Vâng, ngày hôm nay thì một ngày cuối năm là chúng tôi đã nhận thấy là gia đình của chúng ta đang đều hết sức là rạng rỡ tươi mới trong một ngày cuối năm như thế này. Và không biết gia đình chúng ta đã chuẩn bị Tết như thế nào rồi ạ? Xin được hỏi cảm xúc của dì hoa hậu Ngọc Hân được không ạ? Năm nay là một năm rất là đặc biệt. Gia đình luôn luôn được có sự yêu thương, đoàn kết, gắn bó với nhau và cũng cùng nhau du xuân, cùng nhau đón một chuẩn bị đón một năm mới. Thì luôn luôn có cái mong muốn sự bình an, hạnh phúc. Vâng, vậy thì còn họ Ngọc Hân thì sao ạ? Thực sự thì từ rất là nhiều năm nay thì gia đình Ngọc Hân cũng đã thống nhất với nhau rằng là chúng ta sẽ đón một cái Tết mà nó đơn giản hơn để làm sao mà các bà, các mẹ, các chị em đỡ bận rộn. Vì thường là Tết nhất và đặc biệt là vào sáng 30 thì gần như là mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ sẽ rất là bận rộn với cái công việc là làm mâm cỗ ngày Tết. Thế nhưng với bản thân Hân cũng như là gia đình Hân thì cũng đã thống nhất rằng là chỉ cần một mâm cỗ thật đơn giản thôi để làm sao chúng ta có khoảng thời gian Tết là để thư thả, Tết là để bên nhau. Và Tết năm nay Ngọc Hân thì ăn cũng rất là đơn giản với những cái món ăn, đương nhiên là vẫn có những mâm cỗ truyền thống. Thế nhưng thống nhất là tối nay cả nhà sẽ cùng ăn lẩu. Vâng ạ, và đặc biệt là chúng ta sẽ không thể bỏ lỡ được những khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày cuối năm như thế này. Và gia đình cũng đã dành thời gian để ghé tới khu vực Hồ Gươm, phố cổ để đi dạo trong buổi sáng ngày hôm nay được không ạ? Và thực sự thì đây không phải là cái năm đầu tiên mà bản thân gia đình Ngọc Hân thì đã có truyền thống rất là nhiều năm. Cứ mỗi cái dịp mà sáng 30 hoặc là sáng mùng 1, những cái buổi sáng rất là thanh thản và bình yên của Hà Nội đến Hồ Gươm để có thể đi dạo một vòng Hồ Gươm và ngắm nhìn những cái khung cảnh rất là yên bình. Bởi vì nó thật là bình thường giờ này hàng ngày Hồ Gươm rất là đông và rất là ồn ào. Thế nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy xung quanh một cái khung cảnh rất là đẹp, rất là thơ mộng. Và ở cái góc đằng xa xa kia thì chính là cái cây lộc vừng. Một cái cây lộc vừng mà đã có rất là nhiều kỷ niệm với Ngọc Hân cũng như là gia đình. Vì trước đây thì là năm nào gia đình Hân cũng ra đây. Và cứ hàng năm mình lại cao thêm một chút, cao thêm một chút. Thì được bố mẹ đánh dấu rằng là đây nhá, năm nay hai chị em đã cao chừng này. Năm sau thì đã cao lên chừng này của cái cây lộc vừng. Và thậm chí là còn được rất là nhiều những bác nhiếp ảnh. Hồi xưa thì khi cái năm mà mình còn bé thì có rất là nhiều các bác nhiếp ảnh ở xung quanh đây và sẵn sàng ghi lại những cái tấm hình đẹp nhất cho hai mẹ con này, cho cả gia đình cũng như là rất là nhiều những vị khách đã có mặt ở đây. Vâng, Hồ Gươm không chỉ là một danh lam thắng cảnh mà còn là nơi chứa đựng rất là nhiều những dấu ấn kỷ niệm của tất cả mọi người. Và được biết trong ngày hôm nay thì gia đình chúng ta diện những cái bộ áo dài rất là đẹp, hình như là trong bộ sưu tập Kim Hoàng mới ra mắt của họ Ngọc Hân và mới đây thì cũng đã được trình diễn ở Nhật Bản đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đây chính là cái bộ sưu tập áo dài tranh dân gian Kim Hoàng được Ngọc Hân mới cho ra mắt cách đây hơn một tháng thôi. Và với cái bộ sưu tập này thì Ngọc Hân mong muốn rằng là mọi người sẽ biết đến nhiều hơn cái dòng tranh dân gian Kim Hoàng, là một trong những cái dòng tranh mà rất là nổi tiếng từ ngày xưa mà các cụ thường xuyên vẽ và để trưng trong cái dịp Tết, hay còn được gọi là tranh đỏ. Thế nhưng mà nó đã bị thất truyền khoảng gần 100 năm nay thì gần đây mới được các nghệ nhân ở làng Kim Hoàng phục dựng lại, và Hân may mắn được biết đến cái dòng tranh này và quyết tâm rằng là sẽ đưa nó lên áo dài và khiến cho mọi người, tất cả những cả người lớn này và cả những bạn nhỏ khi mặc cũng đều sẽ cảm thấy và biết và yêu thêm văn hóa Việt Nam, yêu thêm truyền thống Việt Nam. Vâng, và năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp thì sắp tới thì không biết là gia đình của chúng ta sẽ có những dự định gì trong năm mới sắp tới ạ? Xin được hỏi gì của họ Ngọc Hân ạ? Năm mới cũng sắp đến rồi thì gia đình cũng không thể bỏ lỡ một cái không khí yên bình đặc biệt của một sáng 30 Tết như thế này. Và nhân dịp năm mới sắp tới thì bản thân và gia đình luôn luôn mong muốn được sống trong sự yêu thương, đoàn kết và an bình an, và cũng cầu chúc cho mọi người đón một năm mới sức khỏe, bình an, may mắn và yêu thương bên gia đình và người thân. Vâng, xin được cảm ơn dì. Và xin được hỏi em bé, ngày hôm nay em bé có một diện một bộ áo dài rất là đẹp với chiếc mấn rất là xinh. Vậy thì cảm xúc của em trong ngày hôm nay như thế nào và em có những mong ước gì trong năm mới?
Con hôm nay rất vui ạ. Con mong ước một năm mới thật tràn đầy sức khỏe, học thật giỏi và được bố mẹ cho đi du lịch thật nhiều nơi ạ. Vâng, lời chúc rất là đáng yêu đúng không ạ? Và không biết là Hoa Ngọc Hân đã chị có những dự định và mong ước gì trong năm mới sắp tới ạ? Trong năm mới sắp tới thì Ngọc Hân cũng hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe này, nhiều sự bình an. Và bản thân Ngọc Hân năm nay thì cũng có rất là nhiều những cái dự án để có thể cho ra đời những cái bộ sưu tập áo dài ý nghĩa hơn nữa và mang chúng đi để quảng bá không chỉ là ở Việt Nam mà còn ở quốc tế nữa. Vâng, xin được cảm ơn gia đình của Hoa Ngọc Hân cùng với các bé đã tới để cùng chia sẻ với khán giả của Đài Hà Nội trong buổi sáng 30 Tết ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vãn cảnh khu vực phố cổ cũng như khu vực Hồ Hoàn Kiếm đúng không ạ? Và thưa quý vị khán giả, lúc này thì quang cảnh tại đây, thời tiết rất là lý tưởng để chúng ta xuống phố du xuân vào một buổi sáng cuối năm. Năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp tới và hy vọng quý vị khán giả sẽ có được cho mình những giây phút cuối năm thư giãn, vui vẻ, sum vầy, đầm ấm bên gia đình của mình. Và trong buổi chiều cho tới tối nay, đêm nay thì rất nhiều những hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được diễn ra tại khu vực phố cổ cũng như khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp từ quý vị trên các kênh sóng của Đài Hà Nội. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng trở lại với trường quay. Xin cảm ơn chị Xuân Thúy với những hình ảnh, những thông tin chia sẻ từ Hồ Hoàn Kiếm. Thưa quý vị, trong suốt 60 phút vừa qua, chúng ta đã cùng nhau cảm nhận về không khí của buổi sáng ngày 30 Tết tại nhiều địa điểm ở thủ đô Hà Nội. Từ những không gian văn hóa lịch sử biểu tượng như Hồ Hoàn Kiếm, không gian tâm linh sâu lắng nơi Chùa Hương hay không khí đậm chất truyền thống tại làng cổ Đường Lâm và thậm chí là những không gian hiện đại tại các khu đô thị. Một mùa xuân mới chuẩn bị về trên khắp quê hương Việt Nam. Chúng ta hãy cùng cảm nhận bầu không khí của ngày cuối năm. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những nội dung đặc sắc khác trong cầu truyền hình đặc biệt Chào Xuân Giáp Thìn của Đài Hà Nội. Xin mời quý vị sẽ cùng đón xem.